Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Dạp Chiếu Phim. Mình muốn nhắc trước với các bạn khán giả rằng phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền được lấy cảm hứng từ tác phẩm của Nguyễn Du, chứ không khai thác từ nguyên gốc. Thế nên mọi sự cải biên đều có ý đồ hết. Nhưng đáng tiếc những dụng ý nghệ thuật này khai thác một cách nửa vời, và nói thẳng ra là nó chưa tới bến. Cốt truyện chính của phim xoay quanh tam giác drama, đó là Kiều, Thúc Sinh và Hoạn Thư. Một vài nhân vật phụ khác được giữ nguyên như Tú Bà, Mã Giám Sinh hay Đạm Tiền. Các nhân vật sáng tạo bao gồm Hiền Bá, Hoạn Bà, Thị Liên. Đến ngay cả cách gọi nữ chính cũng không bao giờ nhắc tới Thúy Kiều, mà chỉ gọi là Kiều như ẩn ý của sự cải biên này. Thanh Lâu này là nhà của con, chồng của con là tất cả những người đàn ông tới đây. Kiều bán mình chuộc cha nhưng chỉ vái lại tấm lưng của họ, khán giả cũng không biết mặt mũi những thành viên khác của nhà họ Vương như thế nào. Kiều vào chốn lầu xanh nhưng cũng không biết đây là đâu và nghĩ rằng mình đang đến nhà chồng. Sự ngây thơ của Kiều có lẽ phần nào được chắp nối từ kịch bản mang quá nhiều màu sắc của hiện đại. Vì thiếu mặt nhân vật Kim Trọng nên Thúc Sinh trở thành mối tình đầu của Kiều, theo kiểu tình yêu sét đánh. Thúc Sinh biến hóa từ thư sinh chuyển sang hiệp sĩ võ nghệ cao cường, và càng về sau, tạo hình của anh càng giống với Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp. Mối tình Kiều Tam quá quen thuộc khi lướt mạng xã hội thời nay đã ám vào các nhân vật của chúng ta, khiến cho họ nảy sinh ra những tình huống rình mò vụng trộm, trả thù ghen tuông xuyên suốt thời lượng của tác phẩm. Ta muốn biết người này đang ở đâu. Hôm nào đó đàn cho ta nghe rồi sẽ vui lắm. Có thể thấy rằng nhân vật được sáng tạo quá tay nhất là Đạm Tiên của nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền. Không chỉ còn là một linh hồn biết ơn đơn thuần với Kiều vì nén nhang thắp trên mộ hoang, Đạm Tiên như một nữ siêu anh hùng bênh vực phụ nữ yếu, ra tay trừng trị bất cứ gã nam nhân nào dám xâm hại đến Kiều. Mới đầu thì cứ tưởng đây là sự cài cắm mang ý nghĩa nữ quyền, nhưng thực chất thì hình ảnh của Đạm Tiên tương đồng với cách xây dựng Xian Lang, phù thủy chim ưng trong Mulan. Nhiều khán giả tinh ý có thể đẩy thuyền với màn tình ý kỳ lạ giữa Đạm Tiên và Kiều. Mỗi người phụ nữ đều có nỗi khổ riêng của mình, dù là nạn nhân hay kẻ gây ra mọi chuyện. Nhưng cách tạo nên các nút thắt hay là mở thắt của phim này thì lại rất dễ đoán và lại gây tiếng cười dành cho khán giả. Hình ảnh của các nam nhân trong phim cũng không khá khẩm hơn. Thúc Sinh lưỡng lự bên nghĩa bên tình, nhưng nhìn kỹ lại là một đàn ông nhu nhược, gian dối. Hiền Bá thì vì khao khát gái trinh mà liên tục trở thành kẻ giết người. 400 lạng. Vậy thì ta ngu dại và không mua nàng bằng được. Nếu để đánh giá về diễn viên và diễn xuất, cặp đôi Kiều, Thúc Sinh do Mỹ Duyên và Lê Anh Huy thủ vai đều lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Diễn xuất của họ chỉ dừng ở mức trung bình. Với những phân đoạn chỉ cần đẹp đôi là đủ, họ hoàn toàn nắm ưu thế. Nhưng đến với các phân đoạn cần bộc lộ nội tâm nhân vật, họ tỏ ra khá lúng túng và lặp lại biểu cảm diễn xuất liên tục trên một cách miễn cưỡng và nhạt nhòa. Với Mỹ Duyên, mỗi khi gảy đàn trông còn hơi lóng ngóng như nhờ nhan sắc đã kéo lại tất cả. Phim có khá nhiều những cảnh nóng giữa Kiều, Thúc Sinh, Hoạn Thư, mang tính câu khách nhiều hơn là có ý tứ về nghệ thuật. Điểm khen về diễn xuất lại dành cho tuyến nhân vật phụ. Lê Khanh trở thành Hoạn Bà sắc sảo và mưu mô, Hiền Bá lại là một phản diện độc ác, nhưng tạo hình của anh lại khiến các khán giả thư giãn và bật cười. Phương Thành thì cũng gây bất ngờ với vai diễn Tú Bà, nhưng nếu như cô dữ dội hơn nữa, chắc chắn phim sẽ gay cấn hơn nhiều. Một số diễn viên miền Bắc xuất hiện ở trong phim này, họ diễn xuất tạm ổn nhưng màn lồng tiếng chưa trọn vẹn, khiến cho nhiều lúc khẩu hình còn không thật sự khớp cho lắm. Còn về phần âm thanh và hình ảnh, điểm mạnh duy nhất của phim nằm ở cách quay phim và nhạc phim. Đoàn làm phim đã phải lặn lội đến nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước như là Huế, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Bình hay Quảng Trị. Nên về mặt hình ảnh, phim này khiến khán giả cảm thấy có chút đá mắt. Quay phim đẹp bao nhiêu thì khi dựng lại chưa thật sự hoàn hảo. Nhiều phân đoạn chuyển cảnh đột ngột và nó thiếu đi sự mượt mà. Màu phim cũng tươi sáng, nó chưa phù hợp với bối cảnh cổ xưa. Nhạc phim Kiều Mệnh Khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác và Bùi Lan Hương trình bày khiến khán giả phải mê mẩn. Câu từ của bài hát này lấy cảm hứng từ chính thơ của Nguyễn Du. Ca sĩ Bùi Lan Hương gần đây có vẻ khá có duyên với nhạc phim Việt và được mệnh danh là nàng thơ trong nhạc phim Việt. Chốt lại thì mình cho rằng nếu như bạn muốn xem Kiều với tâm thế giải trí và không quá khắt khe, phim này đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn về mặt thị giác. Nhưng nếu như bạn là một con người nghiêm túc coi trọng một tác phẩm bất hủ của Nguyễn Du và xét về bối cảnh nghệ thuật, e rằng bạn sẽ đánh giá đây là một bộ phim đủ sức phá nát hình mẫu của nhân vật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.